nhiều quá, bỏ ra bớt đi, bỏ ra bớt. Sửa cái gì mà sửa cho ai ăn thì trời. Rồi. Đi chưa? Được. Không. Xay cơm. Có anh chắp tay cũng rồi. Mọi người ơi, bây giờ đến giờ ăn cơm rồi mọi người ơi. Quát kia đi, quát xương xương kìa. Mọi người ơi, bây giờ chắc là mình sẽ tắt live stream để ăn cơm, xong lát nữa ăn cơm xong rồi có nghỉ ngơi gì một xíu á. Mời 17.000 người cùng ăn cơm nha. Mọi người kêu tôi đừng tắt live thì tôi lấy tay đâu tôi ăn. Đấy nó không có chân ta. Không sao rồi. Mời mọi người. Không có chân cả. Thôi ăn vậy mất tự nhiên lắm, đang giờ ăn cơm mà. Đúng rồi mọi người ơi, bây giờ là giờ ăn cơm rồi, để tự nhiên đi mọi người. Chứ mình tập trung vào live stream quá, nhiều khi cũng ăn bữa cơm chay nó cũng không hoan hỉ. Nên là bây giờ mình sẽ tắt live stream và nghỉ ngơi một xíu. Lát nữa mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan quanh khu chùa, được không mọi người? Chứ bây giờ đang ăn thì anh dựng một cái điện thoại một góc thì mất tự nhiên lắm. Xong rồi lâu lâu ăn xong cứ phải quay sang tương tác thì nó mất đi cái sự tự nhiên. Đấy, nó gắp cho tôi đu đủ này mọi người. Trời ơi, nhiều món như này. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Trời đánh tranh miếng ăn hợp lý đấy. Lát nữa chúng ta gặp lại nha. Lát nữa Hùng sẽ đưa mọi người đi tham quan nha. Bye bye mọi người. Chúc cả nhà buổi trưa ăn ngon miệng nha. Rồi, bye bye mọi người nha. Mình ăn trưa này. Bye bye. Ăn trưa. Mời cả nhà nhá. Có nghe này, ăn còn nha. Ăn vừa thôi My ơi. Mày ăn vừa thôi. Mày lên chùa mày ăn vừa.